Đang phát xin chào bạn. Đang vừa về một lô cần titan. Cần titan. Titanium 21 có đủ kích thước các bạn nhé, 2m1, 2m4 và 2m7. Carbon 3D các bạn sóng 3D. Chui cần này. Khoen này ba, khoen inox. Cái này chơi rất cứng, nước ngọn của nó chuẩn là 2 ly 7, 2 ly 7 các bạn nhé. Khoen hai chân rất khỏe. Ngọn rất cứng. Đồ alo đây ạ. Alo rất đẹp. Khoen này hỗ trợ đồ alo đấy. Các bạn nhìn carbon này. Carbon xoắn kiểu 3D. Rồi đang xin để giới thiệu các bạn cần titanium 2m1. Đang phát sinh, xin chào các bạn những sản phẩm tiếp theo của Đang Phát Sinh.